Hầu dưa Xì si bít Dương tử số nhọ Nhật ba chưa có ý định yêu đương Lộ tư bạch lộc cạnh tranh Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blog của Tung Gia. Mặc dù đã đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé! Dương Tử số nhỏ hết mức. Thời gian gần đây Dương Tử đúng là nhỏ hết mức, đầu tiên là vụ ăn trông bánh về Lưu Học Nghĩa, khiến duyên với người qua đường của Dương Tử giảm sống rất mạnh. Tiếp đó là bộ trầm vụn hưng phái hợp tác với thành nghị e vlog, còn bị fan couple của Vương Hạc Đệ ngu thư hơn với ngộ lỗi lộ từ công kích đến thê thảm. Ngoài ra còn thêm vụ ồn ào của Trương Nhất Sơn nữa, khiến Dương Tử từ vượng nam chính thành diệt nam chính, làm trong cộng đồng mạng cảm thấy ai có liên quan tới cô ấy đều gặp xui xẻo cả. Sau một loạt chuyện như vậy, Dương Tử luôn muốn có một bộ phim giúp cô ấy lật ngược tình thể và cứu vãn duyên với người qua đường. Bộ phim trường tương tư mà Dương Tử đóng chỉnh đã đóng máy, dự kiến năm sau sẽ nên sóng. Vô dĩ bản quyền của trường tương tư nằm trong tay gia hành, nhưng vì sao Dương Mịch hoặc địch đệ Nhật Ba không đóng là chuyện khiến mọi người bàn tán. Có người nói Dương Mịch không đóng trường tương tư, nguyên nhân là vì cô ấy hứng thú với kịch bản của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy nhiên trường tương tư là một bộ phim được đầu tư lớn, cần phải có tiểu hoa gánh được phim và quốc dân độ cao mới cân được mà người đáp ứng được những yêu cầu trên lại chỉnh là dương tử. Vương Nguyên không bằng đồng đội, so với dịch Dương Thiên Tỷ đã có chủ đứng vững chắc bên điện ảnh, Vương Tuấn Khải đang nỗ lực tiến lên, anh ấy có phim điện ảnh đang chiều nhận được phản hồi tốt thì sự nghiệp của Vương Nguyên lại không nên cũng chẳng xuống, không thể nhìn rõ phương hướng phát triển của anh ấy thế nào. Sau khi ba người họ phát triển riêng, sự nghiệp của Vương Nguyên không như hiện tại khi đó có phạm băng băng giúp anh ấy đồng thời còn xây dựng hình tượng thiếu niên tốt anh ấy trở thành khách mời quen thuộc của cctv sự nghiệp rất rộng mở nhưng ai ngờ phạm băng băng rớt đài vương nguyên để không ảnh hưởng bản thân nên đã kết thúc hợp đồng sau còn vướng phải vụ nốt mây nhà khói nên danh tiếng đi xuống rất nhiều vốn cứ tưởng sẽ dựa vào show vương bài thì vương nguyên có mối quan hệ không tốt với nhà đài cộng thêm việc đi học nên không thể tiếp tục tham gia chương trình thế là anh ấy mất đi một sâu có thể giúp mình duy trì lưu lượng hiện tại Vương Nguyên vẫn chưa tìm được trọng tâm phát triển, dù hoạt động cả bên âm nhạc sâu, hay đóng phim nhưng lại không đào sâu. Chị Lộ Tư và Bạch Lộc cạnh tranh hiện tại hai sao 95 năm cạnh tranh khốc liệt nhất với nhau chính là Lộ Tư và Bạch Lộc, hai người họ một người được Tencent nâng đỡ, một người nghệ sĩ của iQiyi, bất kể là tư bản đứng sau hay các phương diện cá nhân đều là đối thủ cạnh tranh. Không biết các bạn có để ý hay không về cơ bản nếu người kia đang làm gì đó thì đối phương chắc chắn sẽ làm theo. Mới đây chị đầu tư được giới truyền thông gọi là sao nữ đứng top nửa 90 năm, thậm chí còn leo hot search. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, nhưng lộ tư vẫn mua hot search. Nguyên nhân của sự việc này là vì trước đó, vô trình từng nâng bạch lộc lên hàng ngũ sao tuyển 1. Chị lộ tư sợ bị chiếm mất spotlight nên mới mua thông cáo tương tự, trực tiếp cùng bạch lộc cạnh tranh luôn. Địch đến Nhật Ba trong khoảng thời gian này tâm trạng rất tốt, cả người đều mang nét dạng sữa tỏa sáng, nhưng mà cô ấy không có yêu đương sắp tới cũng chưa có ý định yêu đương. Địch đại Nhật Ba thương vụ đại ngôn bắt đầu mở rộng sang khối điện gia dụng, tuy rằng không giúp nâng cao địa vị, nhưng ra giá thì cực cao. Cô ấy đã có một đại ngôn khóa thông minh, trước đây không có một bên nào truyền thông nhận được tin đồn miếng gió nào, hiện tại công tác bảo mật tin tức rất tốt, đoàn đội cũng cắt giảm nhiều người, những người ở lại đều cậy miệng không nổi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại